Rồi vẫn tiếp tục là một thể loại rất là quen thuộc tại số bốn thắng mình. Thì trước mặt anh em đây là con Super Rim vừa làm xong với cấu hình là dinh đôn 12,5 ly, trái 54 ha. Cấu hình mà những xe đi thuốc đi đồ. Thì xe này làm full đồ bên mình ha, từ đầu nòng mình sang con vô. Máy là đang nổ căng tay nha anh em, lưu đây á. Rồi anh em nào có nhu cầu làm máy nâng cấp động cơ có thể liên hệ mình với số điện thoại là 0933 996 332. Cái bài này thì nó sẽ đi kia dân đôn 12,5 ly, cái 54 Super Magic 21-24 thôi. Bình xăng thì anh em sẽ hay chọn là cái cấu hình là xài bình xăng con rất dài, cái ga 22. Xe thì bên cửa hàng em vẫn làm đều đều, vẫn trả xe đều đều ha. Nhưng mà có khi nào em rảnh thì em sẽ làm những cái clip mà nói về cho anh em chơi xe. Thắng.